Phẫn nộ người phụ nữ cố tình lái xe chèn qua người bé trai. Bất chấp những tiếng gào khóc xót lòng, người phụ nữ này vẫn nhẫn tâm lái xe chèn qua người bé trai. Mới đây, đoạn video ghi lại cảnh một người phụ nữ lái xe máy chèn lên người một em bé đã được cư dân mạng lan truyền với tốc độ chóng mặt. Vụ việc xảy ra ở thành phố Dương Giang, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Tuy chỉ dài vẻn vẹn 41 giây, nhưng đoạn clip đã ghi lại toàn bộ hành vi độc ác đó. Trước cửa nhà dân trong một ngõ nhỏ, người phụ nữ trung niên lái xe máy màu bạc cắn lên chân bé trai đang nằm. Sau đó, tuy một bé gái khác đã kéo bé trai đi, nhưng người phụ nữ này vẫn tiếp tục lái xe đuổi theo và một lần nữa cắn lên người bé trai. Mãi đến khi bé gái hét lên, tránh ra, cô ta mới chịu dừng lại. Trong lúc ấy, bé trai cũng khóc hết không ngừng. Khi đăng lên mạng, đoạn video lập tức được chia sẻ kèm những lời phẫn nộ không thể chấp nhận được, hành động này quá vô nhân tính. Bà ta có phải con người không vậy, rõ ràng chở trẻ em mà vẫn làm ra chuyện như vậy, người phụ nữ này không sợ con mình sẽ học theo sao, tiếng khóc của bé trai như xé ruột xé gan. Người đàn bà này độc ác như phù thủy, tôi đề nghị tử hình người này. Hiện công an thành phố Dương Giang đã tiến hành điều tra và xác minh nguyên nhân vụ việc.